Chuyên gia quốc phòng Mỹ cho rằng Việt Nam sở hữu vũ khí thay đổi cán cân quân sự thế giới. Nghe thông tin này thì có vẻ hơi chấn động các bạn nhỉ? Không biết Việt Nam đang nắm trong tay thứ vũ khí gì mà lại khiến truyền thông quốc tế hoảng hốt đến thế? Thực hư câu chuyện này là thế nào? Mời các bạn hãy cùng tụi mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Vào tháng 12 năm 2009, Việt Nam đã ký một hợp đồng kỷ lục. Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo thuộc dự án 636 Vazavianka, NATO định danh Kilo cải tiến, trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài đóng tàu, hợp đồng bao gồm huấn luyện thủy thủ Việt Nam, cung cấp thiết bị, kỹ thuật. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Các quốc gia đang vận hành hoặc đặt hàng gồm Nga, Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Việt Nam. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Việc mua tàu Kilo và lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên ra đời năm 2013 được đánh giá là mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Ngày 25 tháng 8 năm 2010, chiếc đầu tiên trong hợp đồng được khởi đóng và hạ thủy sau đó 2 năm. Từ khi hạ thủy, nó thực hiện hơn 100 lần thử nghiệm lặn tại những độ sâu khác nhau. Các thử nghiệm đều đạt và vượt yêu cầu. 53 sĩ quan, thủy thủ Việt Nam huấn luyện cùng tàu ngầm trong nhiều tháng tại Nga. 5 tàu còn lại khởi đóng và hạ thủy trong vòng 4 năm sau đó. Ngày 28 tháng 5 năm 2014, chiếc thứ 6 trong hợp đồng được cắt thép đóng, hạ thủy ngày 28 tháng 9 năm 2015. Việt Nam đặt tên 6 con tàu gắn với các thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy đến nay, Hải quân Việt Nam đã có 6 tàu ngầm hiện đại. Tàu ngầm dự án 636 lớp Vazavianka Nga đóng cho Việt Nam có lượng choán nước 3.100 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lý trên giờ, có thể lặn sâu 300 mét với thủy thủ đoàn 52 người. Khả năng chạy êm của tàu khiến các chuyên gia NATO gọi nó là hố đen trong lòng đại dương. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm cùng với tổ hợp tên lửa tấn công Club. Loại tên lửa này có tầm bắn 300km sau khi được phóng bay với tốc độ cận âm. Khi tiếp cận mục tiêu, đầu đạn chứa 400kg thuốc nổ tách ra từ động cơ chính và tăng tốc đến 1km trên giây, tức là gấp 3 lần tốc độ của âm thanh. Tên lửa tiếp cận mục tiêu ở độ cao 5-10 mét khiến cho nó trở thành bất khả xâm phạm đối với các hệ thống chống tên lửa của đối phương. Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển nông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm sonar hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Tàu ngầm loại này được sử dụng để chống tàu ngầm và tàu nổi của đối phương, để phòng thủ, bảo vệ căn cứ hải quân, các cơ sở hạ tầng trên bờ và các cơ sở truyền thông liên lạc dưới biển, hoặc trong hoạt động tình báo chống kẻ thù truyền thông. Dù Trung Quốc cũng có loại tàu tương tự, nhưng lợi thế của tàu chiến mà Nga cung cấp cho Việt Nam là ngoài vũ khí ngư lôi, tàu còn được trang bị nhiều hệ thống tên lửa Club hiện đại nhất. Đó là loại tên lửa với tầm bắn lên tới 300 km và ngay từ khi phóng đi đã có thể bay với tốc độ âm thanh. Tên lửa Club không chỉ được trang bị cho tàu ngầm mà cả cho các tàu chiến nổi mà Nga chuyển giao cho Việt Nam. Các tên lửa như vậy cũng có thể triển khai trên các tàu vận tải. Đặc điểm của tổ hợp tên lửa Club này là bề ngoài chúng giống như một container tiêu chuẩn loại 12 mét được sử dụng cho vận tải đường biển trên toàn thế giới. Chuyên gia quốc phòng Mỹ cho rằng loại vũ khí này có thể hoàn toàn thay đổi cán cân quân sự toàn cầu. Theo chuyên gia tư vấn của Lầu Năm Góc Ruben Johnson, bên ngoài rất khó phân biệt các tổ hợp này với các container hàng hóa thông thường. Điều này khiến việc xác định bên trong chiếc container có gì, tên lửa hay hàng hóa thông thường gần như là không thể. Thoạt đầu, chiếc tàu chở hàng tưởng như vô hại xuất hiện gần bờ và vài phút tiếp theo, mục tiêu của đối phương đã bị tiêu diệt. Hãy cùng xem cư dân mạng Việt Nam đã có những bình luận gì trước thông tin này nha! Thực tế là có 6 con cá, còn lại đàn cá con thì có trời mới biết. Tóm lại, nó vẫn là bí mật quân sự thì không cho ai biết. Sở hữu là một chuyện, dùng thế nào là chuyện khác. Việt Nam có hàng trăm hột nhãn rồi, do sợ cấm vận nên đặt bên Nga, nào có chiến tranh thì trực tiếp phóng từ bên đó luôn. Thêm một thông tin về đội tàu ngầm Kilo, củng cố thêm cho nhận định về những chiếc tàu ngầm này. Quân cảng Cam Ranh, một trong những căn cứ lớn nhất của Hải quân Việt Nam, được chọn là căn cứ của đội tàu ngầm Kilo. Cảng nước sâu, xung quanh kín gió, thuận lợi để tránh trú, tàu cỡ lớn ra vào thuận lợi. Ngoài ra, cảng còn có mối liên kết với đường sắt, đường không, đường bộ, gần đường hàng hải quốc tế. Cam Ranh được giới chuyên gia đánh giá là một trong những quân cảng tốt nhất thế giới, có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa chiến lược toàn cầu.
đội hình tàu ngầm Kilo đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu ngầm Kilo cùng các tàu mặt nước, tàu hộ vệ là phương tiện hiện đại làm nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, bảo vệ các căn cứ hải quân khu vực bờ biển, vùng biển của Việt Nam. Việc hiện đại hóa hải quân, phát triển lực lượng tàu ngầm là việc làm bình thường của quốc gia có biển. Đó không phải là chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống. Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.